Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Hôm trước mình có mua mì lẩu thả hải sản cây này về để trải nghiệm. Hôm nay vẫn còn dư mấy gói nên mình quyết định dùng mì này để thử thách chồng mình. Thử xem đứa nào nấu mì ngon và hấp dẫn hơn thì sẽ là người thắng cuộc nha. Chưa gì mà đã thấy chồng mình chuẩn bị topping xịn sò quá rồi nè. Để nấu được gói mì này là cả một bí quyết á. Còn đây là những cái nguyên liệu cho cái phần mì của chồng mình. Nhìn đẹp ghê á, chắc cái thử thách này mình thua tới nơi rồi. Nhìn anh tỉ mỉ từng ly từng tí để nấu mì thì bắt đầu mình cảm thấy lo rồi á. Cùng đợi xem bí quyết nấu mì của chồng mình là gì nha. Nước sôi thì cho gói súp và rau củ sấy vào trước. Vì bông cải chín lâu nên anh đã cho vào luôn. Bí quyết nó nằm ở đây nè mọi người. Thử xem chồng mình có nấu đủ 4 phút 30 giây không nha. Sau 3 phút nấu mì thì mình thấy chồng mình đã cho topping vào. 1 phút sau thì lại cho tôm và mực vào luôn. Còn lại 30 giây cuối cùng thì mình thấy chồng mình cho nấm và rau vào. Chết rồi, vậy là chồng mình đã học được bí quyết ở đâu vậy ta? Nấu đủ 270 giây luôn chứ. Sau khi nhìn sự thành công của đối thủ thì mình mới bắt đầu lao hay đi tìm nguyên liệu để chuẩn bị. Vừa làm phải vừa nghĩ được cái chiến thuật để thắng được chồng mình, chứ không thì mất mặt lắm luôn á. Vì mình là người bày ra cái trò này mà. Nên phần topping mình tỉ này nọ kia các kiểu. Mọi người thấy chiến thuật của mình có ok không? Vì là lẩu mì nên mình sẽ nấu bằng cái nồi lẩu mini như thế này. Nấu theo đúng bí quyết mà mình đã được học lỏm thì kiểu gì mà thua đúng không mọi người? Cho gói súp và rau củ sấy vào trước thì khi nấu cái cọng mì nó sẽ thấm vào nước hơn. Sau 3 phút 30 giây thì mình mở nắp ra và cho topping vào. Nhìn cái lẩu mì của mình xịn sò chưa? Ai là fan của mì Hàn Quốc thì bơi hết vô đây nha. Mì lẩu thả hải sản cây này còn ngon hơn cái mì Hàn Quốc mà trước đây mình đã được ăn rồi á. Để công bằng cho cái trận đại chiến nấu mì này á thì mình đã mời tới đây một người, đó chính là em ruột của chồng mình. Ủa rồi công bằng ở đâu ta? Ok, cứ để cho em mình thử rồi mình sẽ tung cái chiêu cuối cùng. Và cuối cùng thì em mình cũng đã chọn tô mì của mình ngon nhất. Cùng lúc đó thì chồng mình cũng đã trốn đi mất tiêu. Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Vì hôm nay là sinh nhật của mình nên mình quyết định nấu lẩu cá để ăn cùng với gia đình nè. Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với gian bếp của mình. Đây là mình đang phi cho sả nó vàng nè, cho thêm một ít tỏi băm vào nữa, thêm ít gừng sợi nữa nha. Và sau đó thì mình cho nước vào luôn. Cái món lẩu cá này là mình được học từ một người cậu quá cố của mình á. Mình sử dụng cái chai lẩu Thái Thuận Phát này nha, cho thêm một ít thơm và cà chua vào nữa. Cậu của mình nấu món này rất là ngon luôn á, mà hơn 3 năm rồi mình chưa có ăn lại. Nên hôm nay mình sẵn nấu và chia sẻ với mọi người luôn. Mình nêm vào đây 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường và 1 muỗng hạt nêm nha. Đơn giản như vậy là xong cái nồi lẩu rồi á. Còn ở đây mình có chuẩn bị thêm một ít rau nè. Lẩu cá là phải ăn với cải đắng, một ít cải mầm và rau muống cộng nữa. Để tiết kiệm cái thời gian chờ đợi ăn lẩu thì mình sẽ cho cá vào đây để nấu chín luôn. Cá mà mình chọn là cá ba sa nha, vì có sả nên cái nồi lẩu của mình nó thơm nước mũi luôn á. Còn bây giờ thì mình dọn ra để ăn cùng với gia đình thôi. Lẩu cá thì không thể thiếu nước mắm ớt thiệt là cay. Món này nấu không có mất nhiều thời gian mà còn ngon nữa. Lẩu và đồ nướng là hai món ruột của mình nên mỗi lần mà có hai món này là mình ăn bất chấp luôn á. Cho cá đã chín ra cái dĩa nước mắm ớt này nha. Sau đó thì mình mới nhúng rau vào nè, cho tất cả các loại rau mà mình thích. Hạnh phúc nhất là sau những cái lúc làm việc thì mình được ngồi quay quần bên gia đình và ăn uống như thế này. Dù có ăn những món gì đi nữa thì cũng cảm thấy ngon đúng không mọi người? Nước lẩu nóng hổi ăn kèm với bún, cá thì béo nữa, rau cải thì hơi nhẫn nhẫn, ngon xỉu luôn á mọi người. Ăn xong món này thì mình cảm thấy nhớ cậu mình lắm luôn á. Cậu cũng là người truyền cảm hứng cho mình nấu ăn á. Bye bye mọi người nha. Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Mọi người ở nhà chống dịch như thế nào rồi? Còn mình thì suốt ngày ăn thôi. Sẵn trong nhà mình đang có 2 con ghẹ xanh thì ok, mình sẽ nấu bánh canh ghẹ nha. Có thêm vài con bạch tuộc Barbie nữa nè. Chào mừng tất cả mọi người đã qua lại với gian bếp của mình nha. Mình không mua được xương ống nên mình dùng xương gà để thay thế nè. Thêm củ cải trắng và hành tây cho nó ngọt nước nha. Mình hầm nước dùng trong vòng 45 phút nha. Sau đó thì vớt hết ra và lọc nước dùng lại cho nó trong lên. Thế là xong nồi nước dùng ngon ngọt rồi. Tiếp theo thì mình sẽ đi xào nấm rơm. Nấm rơm mình để nguyên không cắt đôi nha. Nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm và đường. Để tạo màu cho món này thì mình dùng màu điều nha. Nước dùng nào mà có nấm rơm thì xác định ngon xỉu luôn á. Vì nấm rơm làm cho nước dùng của mình nó ngọt thanh á. Ai ăn cay thì cho thêm một xíu ớt bột và tiêu nữa. Màu khá là đẹp mắt rồi thì mình cho vào nồi nước dùng luôn nha. Mình đã từng ăn bánh canh ghẹ ở Cầu Bông, một chỗ mà bánh canh ghẹ ngon nhất ở Sài Gòn á. Mình rất là thích luôn nên hôm nay mình cố gắng nấu lại cho thật là giống. Mình cho bánh canh bột sắc này vào luôn nha. Nêm vào đây thêm 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê nước mắm nữa. Nấu khoảng 2-3 phút là sợi bánh canh của mình cũng đã chín. Cuối cùng là mình cho ghẹ và bạch tuộc vào. Tới đây thì mình không cưỡng lại được nữa. Mùi thơm nó bốc lên làm mình đói bụng lắm luôn á. Đợi nó sôi bùng lên nữa là xong nha mọi người. Bánh canh ghẹ của mình cũng đã chín rồi nè. Cùng mình đi làm nước chấm nha. Mình có ớt, tỏi, muối, đường, thêm nước cốt chanh nữa nè. Nếu mọi người dễ mỏ tay quá thì có thể đem xay nhuyễn nha. Mình vớt cọng bánh canh ra tô như thế này, sau đó thì cho ghẹ lên. Ai đã từng ăn bánh canh ghẹ rồi thì comment ở dưới cho mình biết nha. Cho bạch tuộc vào nữa nè. Tiếp theo là nấm và nước dùng ngọt thanh nữa, không thể thiếu hành lá và ngò rí, thêm một xíu tiêu cay nồng nữa. Mời tất cả mọi người ăn chung với mình nha. Nguyên một con ghẹ khá là to luôn, lâu lắm rồi mình mới ăn lại ghẹ. Mình sẽ thử cọng bánh canh bột sắc trước nha. Ngon lắm luôn á mọi người. Cho bạch tuộc với sốt muối ớt đỏ của mình nè. Mình không còn từ nào mà diễn tả được luôn á. Ngon xuất sắc luôn nha mọi người. Còn đây là em ghẹ, nhân vật chính của tô bánh canh hôm nay, siêu chắc thịt và ngọt luôn nha. Nếu chiều nay mọi người chưa biết ăn món gì thì coi hết video này của mình nha. Bye bye mọi người.
Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Ba hôm nay mình bận nên mình không có ra video. Nhớ mọi người quá chừng luôn á. Chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với gian bếp của mình. Hôm nay mình sẽ làm một món đặc sản của Đà Lạt luôn. Ai đi Đà Lạt mà chưa ăn món ốc nhồi thịt này là thiếu sót lắm luôn nha. Chọn những con ốc bươu thiệt to và luộc lên như thế này nha. Thêm vào là sả, gừng và lá chanh nữa. Luộc ốc trong vòng 10 phút nha mọi người. Sau 10 phút thì mình vớt ốc ra. Những con ốc bươu to thì mình giữ lại cái vỏ của nó. Còn mấy con ốc nhỏ nhỏ thì mình chỉ lấy thịt thôi. Mình lễ hết cái ruột ốc ra ngoài luôn nha mọi người. Lễ ốc ra mà mình không cưỡng lại được cái mùi của nó luôn á. Lễ xong bỏ phần đuôi và rửa sạch nha mọi người. Sau đó thì băm nhuyễn. Mình có một ít giò sống, thịt băm, nấm mì băm nhuyễn và ốc băm nhuyễn. Ướp hỗn hợp này với một muỗng hạt nêm, một muỗng đường, một muỗng nước mắm, nửa muỗng tiêu và nửa muỗng ướp bột. Trộn đều và ướp trong 20 phút nha mọi người. Mỗi lần về Đà Lạt là mình hay ăn món này lắm. Sau 20 phút ướp thì mình chuẩn bị cái bẻ sả như thế này. Vỏ ốc thì mình rửa lại cho sạch, bẻ đôi cái phần bẻ sả ra, cho vào vỏ ốc trước. Sau đó thì mình cho cái chả ốc này vào luôn. Phải để sả vô cái vỏ ốc trước để khi ăn mình kéo cái cọng sả ra cho nó dễ nha mọi người. Cái vỏ ốc của mình khá là to nên mình bỏ được rất là nhiều thịt luôn. Cuối cùng cũng xong hết rồi nè. Mình cho nước vào nồi, thêm một ít sả đập dập rồi để cái xưởng hấp lên như này, cho từng cái con ốc lên để chuẩn bị hấp nha. Nhìn đẹp mắt lắm luôn á. Mình sẽ hấp cái chỗ ốc này trong vòng 15 phút ở lửa lớn và đậy kín nắp nha. Món này làm đơn giản không mất nhiều thời gian mà ăn thì lại rất là ngon luôn á. Mình đề co thêm một ít rau thơm, rau tí tô, một ít chuối chét và khế chua. Những loại rau ăn kèm này không thể thiếu nha mọi người. Những con ốc của mình khi chín thơm lắm luôn á. Món này làm ăn chơi sương sương vào mùa mưa thì hợp tình hợp lý lắm luôn á. Kèm thêm một chén nước mắm gừng nữa. Trong những video trước mình có hướng dẫn làm mắm gừng rồi nên ai còn công thức thì comment ở dưới nha. Mình nắm cái phần sả và lôi cái phần thịt ốc ra như thế này, chấm đều với nước mắm gừng nữa. Ngon thật sự luôn. Mọi người nên làm món này ở nhà để ăn thử nha. Hoặc có dịp lên Đà Lạt thì đừng bỏ qua món này. Miếng thứ ba của mình sẽ cuốn với rau như thế này luôn. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Mọi người muốn mình nấu món gì thì comment ở dưới nha. Bye bye.